để kịp thời hỗ trợ cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trong đợt xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đợt 2. Chiều ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Châu đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ các nhu yếu phẩm để trao tặng cho các gia đình bị ảnh hưởng trên địa bàn huyện. Đợt này đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện gần 1.000 phần quà được vận chuyển đến 12 xã thị trấn để trao tặng cho người dân. Theo đó, mỗi xã thị trấn nhận được 80 phần quà hỗ trợ cho người dân. Mỗi phần quà gồm 5kg gạo, 1 con gà và rau củ quả các loại. Tổng số gạo được trao tặng đợt này là 5 tấn, cùng với 3 tấn gà, 3 tấn rau củ quả các loại. Được biết, trong những ngày qua, huyện Tân Châu cũng đã chuyển về các xã cấp phát trên 80 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho huyện để cấp phát đến người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.